Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài thứ hai là đề tài liên quan tới Trung Quốc và Hoa Kỳ. Quý vị, trong thời gian vừa qua, kể từ khi mà Joe Biden lên làm tổng thống, thì ông ta đã liên tục áp dụng những cái uh, chính sách cứng rắn về kỹ thuật đối với Trung Quốc, đặc biệt là sau tình trạng của đại dịch. Và sau cái giai đoạn mà ông ta thấy rõ là Trung Quốc đang là mối tiềm năng đe dọa nguy hiểm đối với Hoa Kỳ. Thì quý vị, nhiều công ty của Trung Quốc đã nằm trong danh sách bị cấm vận hoặc là danh sách đen của Hoa Kỳ. Trong đó đã bị uh, vi phạm cái luật về nhân quyền, tức là họ đã hỗ trợ cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc đang áp về nhân quyền. Hay là họ hỗ trợ cho lực lượng PLA của Trung Quốc có thể là uh, nâng cấp và tăng cường cái khả năng quân sự của Trung Quốc. Và những công ty này đều là những công ty kỹ thuật của Trung Quốc. Và sau một năm, và coi như là trọn năm 2022, thì các công ty này gần như là banh sát có nghĩa là thua lỗ một cách uh, khủng khiếp và có thể dẫn tới tình trạng nếu cộng sản trung quốc không bơm tiền hỗ trợ thì các công ty này có thể đi tới lùng bại ok quý vị trong một cái bài bình luận mới ở trên tờ Epoch times anh ngữ cho thấy rằng là các công ty của trung quốc gần là đang mất mát rất nhiều và bị tác hại rất nặng bởi lệnh cấm vận của hoa kỳ chúng ta đọc bản tin trước đi rồi sau đó chúng ta mới đi qua cái phần gọi là bình luận xem nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra thì uh, liệu trung quốc còn có thể uh, gọi là khoe mẻ là họ sẽ đứng đầu về kỹ thuật hay không quý vị hàng loạt các công ty ai của trung quốc tức là những công ty về uh, trí tuệ nhân tạo uh, và những công ty được gọi là khởi nghiệp uh, đã bị được báo cáo là lỗ tổn thương nặng nề bởi cái lệnh cấm vận của hoa kỳ À, trong đó thì cái bản này là cái đây là một cái bản à, phân tích nha quý vị. Trung Quốc à, được xem là dẫn đầu về cái à, các công ty dẫn đầu của Trung Quốc về kỹ nghệ gọi là trí tuệ nhân tạo đã có một cái năm tệ hại năm 2022 báo cáo về sự mất mát rất lớn của họ kể từ đại dịch và lệnh ban cấm về chip điện tử của Hoa Kỳ cũng như cấm vận Hoa Kỳ trong vai trò của họ về việc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Đầu tiên hết là công ty mà một cái công ty nhận diện về giọng nói. Đây là cái công ty được xem là nhận diện về giọng nói. Gần như là họ đã đạt được cái mức tờ lợi nhuận của họ là 18.82 tỷ đồng nhân dân tệ, tức là khoảng 2.3 tỷ Mỹ Kim một năm à một năm nhưng mà 50 năm và bây giờ họ đã giảm đi 63% trong cái net của họ à, à, tức là 63% trong cái net của họ năm 2022 và việc mất mát này là bởi vì Hoa Kỳ đã cấm vận họ từ năm 2019 cho tới năm 2022 ảnh hưởng tới cái và vận hành của công ty và nguồn cung cấp đã cũng như là có những cái hợp đồng theo tường trình của bao công ty này biết cho biết. Năm 2019, iFlytech là một trong bảy công ty của của uh, Trung Quốc nào đã nằm trong cái blacklist tức là cái danh sách đen về mậu dịch của Hoa Kỳ trong vai trò của họ hỗ trợ cho Bắc Kinh đã giám sát về quyền con người và lạm dụng nhân quyền ở tại Tân Cương năm 2022 công ty này lại bị đặt vào danh sách này nữa một lần thứ hai và giới hạn họ tiếp cận các kỹ thuật quan trọng của Hoa Kỳ đặc biệt là trong cái lĩnh vực về super computing tức là à, cái, cái, để mà à, trong đó có thể dẫn hướng dẫn tới việc sản xuất vũ khí bên cạnh đó thì bốn công ty được xem là tứ hổ của Trung Quốc và bốn công ty này gồm có là à, gọi, gọi là startup như cái việc khởi nghiệp gồm có Sense Mergavi À, Cloudwork và Jintu Technology được xem là tứ hổ của Trung Quốc, tức là bốn con con hổ về cái ngành AI và bốn công ty này đều nằm trong cái danh sách đen của Hoa Kỳ. Công ty Stentam và Cloudwork thời gian gần đây đã công bố cái bản báo cáo của họ trong đó cho thấy họ mất rất là nhiều trong năm 2022. Stentam được báo cáo là cái uh, lợi tức điều hành của họ là 3.8 tỷ đồng nhân dân tệ tức là khoảng 550 triệu mỹ kim năm 2022 uh, coi như là bị uh, giảm đi 10 uh, từng năm là 19% và cái uh, mức uh, thất thoát của họ là khoảng 6.09 tỷ đồng nhân dân tệ tức là 880 uh, triệu mỹ kim được xem là mất cái khoảng 43.8 đồng tỷ đồng nhân tài tức là, đồng, à, so là 6.3 tỷ đồng so với lại 63 tỷ đồng Mỹ Kim từ năm 2018 và theo tường trình của giới truyền thông Trung Quốc thì Santham gần như là họ đang có một cái à, điều cốt lõi trong cái thương mại của họ là thành lập cái Smart Smart City tức là thành phố thông minh đã giảm đi 50% từ năm 1 và gần như là bị tác hại bởi đại dịch và Smart City được xem là một trong những cái công ty chuyên về cái vấn đề an ninh và giám sát và những sản phẩm của họ ở trong cái hạ tầng cơ sở của các thành phố ở Trung Quốc và công ty này đã phát triển cái hệ thống gọi là facial recognition tức là nhận diện gương mặt và được áp dụng trong tất cả các video và kể cả một số những cái xe tự lái và và công ty này được xem là đã nằm trong cái danh sách đen của Hoa Kỳ cáo buộc là sử dụng kỹ thuật này để hỗ trợ cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc giám sát người Duy Ngô Nhĩ và Cloudwork cũng là được xem là công ty lớn nhất về nhận diện gương mặt với những cái thiết bị mà họ chế tạo năm 2018 theo báo cáo của Chain Market Insight và công ty này năm 2022 theo bản báo cáo cho biết là cái mức lợi tức của họ từ công ty mẹ là 785 triệu đồng nhân dân tệ giảm xuống từ cái mức ở là 934 triệu đồng nhân dân tệ và mức thất thoát này là đã gia tăng từ 24.8% lên tới 47.5 75% mỗi một năm và cloud đã nằm trong cái danh sách mà bộ quốc phòng hoa kỳ xem là những cái công ty đã giúp nghiên cứu về lực lượng quân sự của trung quốc và phát triển cho cái hệ thống mạng lưới quân sự của trung quốc sử dụng các cái kỹ thuật về chiến lược về dân sự và công ty này đã có cái hệ thống gọi là xác nhận về thân phận trong đó có thể xác định được thân phận con người qua quần áo tóc hoặc là những cái xung quanh con người và bên cạnh đó quý vị Công ty Cambricon được xem là công ty dẫn đầu về cái uh, lĩnh vực gọi là AI chip tức là con chip điện tử về AI, được báo cáo là lợi tức của họ năm uh, năm 2022 là 729 triệu nhân dân tệ tức là 105 triệu mỹ kim và đã tăng 1.11% và cái net profit công ty này là 1.1 tỷ đồng nhân dân tệ tức là khoảng 160 triệu kim, con số được xem là cao nhất so với lại năm 2021 công ty này cho thấy dấu hiệu mất mát của họ đã gia tăng khá nhiều trong việc mà cái tính dụng của họ và vẫn chưa có được cái lợi nhuận bởi vì công ty này vẫn là công ty chịu tra, trách nhiệm rất nhiều trong cái thị trường đầu tư về chip điện tử và đây được xem là một trong những cái bản báo cáo nhất mới nhất về các công ty của Trung Quốc được xem là những công ty hàng đầu của Trung Quốc về ngành kỹ thuật quý vị. Trước đây thì chúng ta biết được là công ty Hit Vision, Dahua hay là những công ty về camera giám sát đó quý vị và hoặc là những công ty về viễn thông gồm có Huawei, ZTE hay là Xiaomi là những công ty đã bị đưa vào danh sách đen bởi vì họ đã có những cái hành động giám sát đối với người dân đặc biệt là ở Tân Cương. Nhưng nay thì họ đưa ra cho thấy là các công ty AI tức là những công ty mới khởi nghiệp có vài năm qua thôi quý vị ở tại Trung Quốc về artificial intelligence, tức là về trí tuệ nhân tạo, họ phát triển rất nhanh nhưng đã bị à, cái chính sách của Hoa Kỳ cản trở và khiến cho họ bị thua lỗ và thiệt hại. Điều này cho thấy là Trung Quốc đang trong cái cơn khát chip điện tử giữa lúc mà Hoa Kỳ đang siết chặt tất cả những nguồn xuất cản các phụ tùng, các à, loại chip điện tử qua Trung Quốc. Thì quý vị, điều này nó sẽ là đánh vào cái lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc đã tôi đã từng nói với quý vị là họ không có khả năng về hardware. Họ chỉ có khả năng về software là nhờ cái giai đoạn sau này khi mà Trung Quốc phát triển kinh tế, ngành kỹ thuật phát triển tại Trung Quốc, nhiều sinh viên Trung Quốc theo học về ngành software, tức là viết những cái nhu liệu. Thì họ dễ dàng sáng tạo ra được những cái sản phẩm về AI, tức là trí tuệ nhân tạo. Thì quý vị, những sản phẩm này thực sự nó là cái nhu cầu của cả thế giới và Trung Quốc đang tìm cách đi tiên phong qua mặt Hoa Kỳ trong vấn đề này. Tại Hoa Kỳ thì à, trước đó quý vị biết là Hoa Kỳ không có đi về cái ngành nhu liệu nhiều. Đa số nhu liệu của những công ty lớn từ à, Adobe cho tới Google, cho tới Facebook hay là Twitter, Amazon họ là những công ty về về kỹ thuật và đặc biệt là kỹ thuật không gian mạng. Thì quý vị những công ty này thì họ chỉ à, họ hầu hết mướn các cái à, kỹ sư nước ngoài viết nhu liệu cho họ. Chứ họ lại không muốn kỹ sư ở Mỹ. Cho nên á, những người học ở Mỹ đó các vị, thông thường họ chạy qua nước ngoài làm. Và chính vì vậy mà cái ngành AI tức là trí tuệ nhân tạo, nó bị dậm chân tại chỗ. Hoa Kỳ chủ yếu tập trung vào hardware chứ không phải nhu liệu, là nhu liệu. Tức là nhu liệu, tức là software, hardware, hardware tức là những cái thiết bị phụ tùng Những cái này là chủ đích của Hoa Kỳ, nhưng nó lại là cái gốc của vấn đề. Thì quý vị, Trung Quốc phát triển AI rất là mạnh. Tôi còn nhớ là trước khi mà ông Trump lên làm tổng thống, từ năm 2010 cho tới năm 2015, thì quý vị, Trung Quốc được xem là dẫn đầu qua mặt luôn cả Nhật Bản về việc triển lãm tất cả những cái robot ở trên toàn thế giới. Gần như là mỗi một năm tổ chức triển lãm robot ở tại Thượng Hải là nó thu hút hàng ngàn người trên toàn thế giới tụ về Thượng Hải để xem những cái sáng tạo mới về robot. Robot tức là À, nó cũng là một cái hình thức của AI nhưng mà nó có thể giúp trong công xưởng, nó có thể giúp trong công việc nhà, đỡ đần cho cô, có vị công việc nhà từ quét dọn, rửa chén, rửa bát, hay là những cái máy rửa chén rửa bát tự động, hay là những cái công xưởng cần những robot điều khiển những cái máy móc nặng, hay là chi tiết hơn thì họ cần hệ thống robot. Ngày xưa, trước khi mà Trung Quốc phát triển kinh tế, thì đứng đầu về robot là Nhật Bản. Nhật Bản được xem là quốc gia đi tiên phong về robot qua mặt cả Hoa Kỳ. Nhưng kể từ khi mà Trung Quốc phát triển kinh tế và bắt đầu ảnh hưởng cả thế giới đó quý vị, thì cái việc phát triển của Nhật Bản chậm lại một chút. Hoa Kỳ gần như dậm chân tại chỗ, không có sáng tạo về robot. Ngoài trừ những cái công xưởng họ cần thiết, họ mới sáng tạo về robot thôi. Còn hầu hết là từ Trung Quốc. Và các kỹ sư nhu liệu viết điều khiển các robot này là đến từ Trung Quốc và Ấn Độ. Thì quý vị, Trung Quốc phát triển về nhu liệu, tức là software nhiều hơn. Chính vì vậy mà họ đi tiên phong trong vấn đề AI, tức là vấn đề trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên kể từ khi mà bắt đầu ông Trump mở cuộc chiến mậu dịch và phanh phui ra tất cả những cái trò gian lận của Trung Quốc và đánh cắp kỹ thuật của Trung Quốc, thì quý vị cho tới thời của Joe Biden, thì tình trạng đại dịch đã khiến cho các cái nguồn cung cấp trên toàn cầu bị thiếu hụt, đặc biệt là lĩnh vực về semiconductor và chip điện tử, tức là chất bán dẫn và chip điện tử. thì quý vị, Joe Biden đã bắt đầu thúc đẩy một cái chiến lược siết chặt về chia chip điện tử và semiconductor và ống phía Hoa Kỳ nhìn thấy rõ là Trung Quốc đang lợi dụng cái phần gọi là hardware của Hoa Kỳ để vung đắp cho cái kỹ thuật của họ. do đó, quý vị, cái chiến lược của Joe Biden là đã thúc đẩy cái việc này buộc tất cả các công ty semiconductor và chip điện tử phải sản xuất tại Hoa Kỳ. Và quý vị còn nhớ là năm 2021 thì Quốc hội Hoa Kỳ và Joe Biden đã thông qua và ký tờ luật trong đó chi ra 52 tỷ Mỹ Kim để tài trợ cho ngành semiconductor và chip điện tử cũng như là phát triển về AI tức là trí tuệ nhân tạo. Thì quý vị để phát triển được và tìm cách và gọi là phát triển cái kỹ nghệ này ở tại Hoa Kỳ đầu tiên hết là phải giới hạn trung quốc do đó thì quý vị thấy tất cả những công ty trung quốc đều nằm trong danh sách đen và bị cấm vận bởi hoa kỳ đặc biệt liên quan tới semiconductor và chip điện tử đây là những cái nguyên liệu quan trọng và những cái thiết bị quan trọng hay còn gọi là những phụ tùng quan trọng trong kỹ thuật ai bởi vì ai ngày hôm nay nó gần như là nó chi phối toàn thế giới bất kỳ một ngành nào cũng đang chạy đua trong việc mà sản xuất những cái trí tuệ nhân tạo điều khiển tất cả mọi thứ thay thế cho con người từ ở trong bệnh viện cái à, hệ thống robot mổ xẻ đó quý vị ngày xưa bác sĩ mổ là phải dùng bằng tay dùng bằng tay mổ và phải dùng cái kinh nghiệm cá nhân của họ bây giờ thì ai nó có thể giúp máy móc mổ thấy luôn tức là khi mà bệnh nhân nằm ở trong đó và được chích thuốc mê rồi đó quý vị thì sau đó là cái vị là cái hệ thống máy nó mổ một cách chính xác hơn cách tay của bác sĩ rất là nhiều hay là đó là tôi nói về ngành y khoa thôi mổ xẻ thôi đó thì nó chính xác hơn rất là nhiều ngay cả cái ngành nghiên cứu về y khoa tức là những cái ai này nó giúp phân tích tất cả những cái hợp chất một cách chính xác và nhanh chóng không mất thời gian rồi quý vị thấy ngành à, máy bay cũng vậy ai điều khiển là phi công lên chỉ cần bấm một vài nút ở trong đó điều khiển thôi họ có thể không lái luôn tức là autopilot máy bay tự lái luôn và thậm chí là nó còn phân tích tới cái vùng khu vực nào à, trong vòng bao nhiêu dặm là nó thấy được không khí lỏng để mà nó tự động nó điều khiển chiếc máy bay phù hợp với không khí lỏng. Rồi các công xưởng đều sử dụng hệ thống AI để điều khiển hết. Tức là cái AI, cái trí tuệ nhân tạo này nó sẽ thay thế con người điều khiển tất cả mọi thứ. Và nó phân tích rất là nhanh. Thay vì một cái à, tính toán chúng ta phải bấm à, chúng ta phải tính toán đủ thứ hết thì nó mất một cái thời gian. Thì cái AI nó có thể rút gọn cái thời gian này trong vòng vài giây đồng hồ là quý vị sẽ có cái kết quả của cái sự tính toán đó từ những con số. Thì quý vị, gần như cái AI bây giờ nó gần như là thống trị cả thế giới. Nhưng đó là nhu liệu, tức là software ở trên thôi. Để support tức là để có thể à, thực hiện được một cái robot hay là những cái à, những cái à, chương trình được điều khiển đó thì nó còn lệ thuộc vào cái phần ở dưới cái phần ở dưới là hạt que mà cái đó thì hoa kỳ nắm hoa kỳ nắm à, phía của đài loan nắm phía của nhật bản phía của nam hàn hòa lan đức là những quốc gia này nắm về hạt que thì cái vị những quốc gia này họ, họ phối hợp giữa công nghiệp và kỹ thuật cho nên họ nắm về hạt que nhiều hơn thì cái vị thấy rõ ràng là vừa rồi hoa kỳ đã ký với hòa lan và với nhật bản để không sản xuất các cái phụ tùng máy chế tạo cái semiconductor hay chip điện tử cho Trung Quốc. Tức là Hoa Kỳ chặn tất cả những cái nguồn chip điện tử cho Trung Quốc. Tại vì quý vị, những cái chip điện tử này nó chiếm phần quan trọng giống như tôi nói hardware. Thì quý vị, dù là con robot, dù là cái hệ thống máy điều khiển của một cái máy mổ xẻ trong bệnh viện, hay là một cái máy phân tích các cái uh, hộp chất ở trong cái phòng thí nghiệm, thì những cái nhu liệu này, nó được à, điều khiển là bởi do con người nhưng để vận hành được thì nó cần hạt que trong đó thứ nhất là chip điện tử hay là chất bán dẫn tức là semiconductor thứ hai là màn hình video họ phải có màn hình họ mới điều khiển được họ mới nhìn thấy được thứ ba là memory tức là bộ nhớ và thứ tư là hạt drive tức là họ record lại họ thu lại những cái đó thì quý vị, tất cả những cái này nó nằm dưới hạt que hết. Nó nằm dưới hạt que hết. Ngay cả Trung Quốc tự nhận mình là có riêng một cái mạng xã hội của họ là Weibo, Baidu, vân vân. Thì quý vị, những mạng xã hội này họ không cần tới mạng xã hội của Hoa Kỳ. Họ không cần Facebook, Twitter hay là Google. Họ có mạng xã hội riêng của họ. Nhưng mạng xã hội đó cũng được điều khiển bởi hạt que. Tức là những cái hệ thống server mà có thể cung cấp cho người sử dụng có thể upload video hay là à, hình ảnh nó được lưu trữ trên cloud nó điều khiển bởi cái server dưới mặt đó. mà cái hệ thống server này quý vị được sản xuất bởi hoa kỳ cái công ty mà sản chuyên sản xuất gần gần như là độc quyền trên thế giới về các cái server này là công ty, Semicondu... à, là công ty um, uh, cisco system đó là cái công ty chuyên môn sản xuất các cái server hay là bên cạnh đó có những công ty nhỏ hơn của Đài Loan, ví dụ như Asus là cái công ty sản xuất về motherboard nhưng đồng thời họ cũng sản xuất những cái phụ tùng dành cho cái server từ hạt truy cho tới màn hình cho tới cái video card. Thì quý vị, những công ty này đều của Hoa Kỳ và của Đài Loan hết. Do đó, khi mà Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng lệnh cấm vận thì các công ty của Trung Quốc bị kẹt đạn. Nếu họ không chứng minh được là sản phẩm và khách hàng của họ là gây hại cho cái quyền quyền con người hay là hỗ trợ cho cái lực lượng PLA. Thì tại sao tôi phân tích như vậy? Để cho quý vị hiểu rõ hơn. Là bởi vì Hoa Kỳ ra lệnh cấm vận nhưng chưa toàn diện là nhắm vào hai vấn đề. Thứ nhất là những công ty nào đóng góp cho cái sự gọi là phát triển về quân sự của mạng lưới của quân đội cộng sản trung quốc là PLA sẽ bị cấm vận sẽ bị đưa vào danh sách đen thứ hai là giám sát người dân giám sát người dân tức là họ dùng cái face recognition tức là cái nhận diện gương mặt quần áo tóc tai để họ giám sát người dân vi phạm trầm trọng cái quyền con người thì các bạn những công ty này đều nằm trong danh sách bị cấm vận hoặc là danh sách đen của hoa kỳ nhưng mà ở Trung Quốc thì các vị biết thực tế những công ty nào muốn phát triển tốt đều phải có sự liên hệ với PLA và Đảng Cộng sản Trung Quốc do đó cái xu thế mà cấm vận này ngày càng nhiều và bây giờ thì những công ty bình thường chip điện tử của hoa kỳ vẫn được cung cấp cái nguồn chip điện tử cho Trung Quốc bởi vì họ cung cấp cho thị trường dân sự ví dụ như hãng Intel là cung cấp những cái con CPU cho cái hệ thống computer hay là những cái công ty ráp máy computer cho Trung Quốc như là uh, Lenovo là công ty của Trung Quốc thì họ phải cần cái, cái, cái con CPU. Thì quý vị, Intel vẫn được xuất cản qua Trung Quốc với cái license là cho thị trường dân sự. Và Lenovo không được phép sử dụng các sản phẩm đó của Intel để cung cấp dịch vụ đó cho phía của quân đội Cộng sản Trung Quốc. Ví dụ như quân đội Cộng sản Trung Quốc mà họ điều khiển cái gì bằng máy computer họ có thể mua của những công ty nào nhưng không được phép mua của Lenovo. Nếu mà họ mua của Lenovo và Lenovo cung cấp cái dịch vụ cái máy computer cho họ là cũng sẽ bị cấm vận luôn. Tại vì con chip đó chỉ được sử dụng trong dân sự thôi, không được phát triển qua quân sự. Thì quý vị, đó là một cái thí dụ điển hình cho thấy rằng là các công ty của Trung Quốc bị tổn thương là bởi vì Hoa Kỳ đóng lại hết cánh cửa này. Hoa Kỳ đóng lại hết tất cả những cánh cửa về hạt que. Và đây chỉ mới là cái giai đoạn khởi đầu thôi. Tức là nhắm vào Conductor, nhắm vào chip điện tử thôi. Nếu mai này mà chính quyền Joe Biden tăng thêm một bước nữa, hay là đời tổng thống sau, tức là đời tổng thống kế tiếp đó, mà tăng thêm một bước nữa, những động cơ về công nghiệp, những động cơ về cơ khí cũng không được phép cung cấp cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc luôn bởi vì họ sử dụng những cái kỹ thuật này cho lĩnh vực quốc phòng. Thì quý vị coi như là Trung Quốc sẽ bị đóng cửa hoàn toàn. Tại vì tất cả những máy móc này động cơ hầu hết đến từ Đức, Nhật, Hoa Kỳ. Ba quốc gia này nắm về cái động cơ cơ khí đứng đầu thế giới. Máy móc của họ và anh nữa. Nhưng mà anh sau này có một số công ty của họ bán cho phía Đức rồi. Ví dụ như công ty Rolls-Royce, Rolls-Royce là chiếc xe Rolls-Royce đó, họ có cái động cơ riêng của họ. Thì cái động cơ này được sử dụng trong xe Rolls-Royce, nhưng đồng thời nó được sử dụng trong tiềm thủy đỉnh. Nó được sử dụng trong tất cả những cái chiếc máy bay. Và nó được sử dụng ở trong các cái một số những cái thiết bị về quốc phòng. Thì các những công ty này dứt khoát là không thể bán cho Trung Quốc được họ không thể bán cái động cơ máy cho Trung Quốc được hay là công ty Mitsubishi của Nhật Bản Mitsubishi là công ty gần như là nửa quốc phòng và nửa dân sự họ là làm chủ nhiều cái động cơ từ cái động cơ vận hành của hỏa tiễn từ cái động cơ vận hành của tàu chiến cho tới cái à, cái hệ thống vận hành của các cái à, xe thiết xa thì một phần động cơ đó là của Mitsubishi rồi đa số về dân sự và về quốc phòng là công ty General Motors, tức là công ty mình gọi là GM của Hoa Kỳ. Công ty này là cung cấp tất cả động cơ cho mà hãng Boeing, một phần cho hãng Airbus. Và họ đã cung cấp động cơ cho tất cả các cái công ty quốc phòng của Hoa Kỳ. Ví dụ như là Lockheed Martin hay là uh, uh, Theon uh, uh, Technology, Northrop thì những công ty này á, là những công ty sản xuất về vũ khí quốc phòng nhưng họ mua động cơ từ GM. Thì quý vị, những công ty này hay là Đức cũng vậy, họ có những cái công ty làm chủ về cái quyền phát minh động cơ cơ khí. Do đó, Trung Quốc mà phát triển thì vẫn phải lệ thuộc vào cái phần công nghiệp cơ khí và kỹ thuật của Tây phương, bởi vì Trung Quốc không có khả năng về vấn đề này họ có thể viết những cái nhu liệu tức là software thôi nhưng mà sử dụng cái software đó chỉ được sử dụng khi có hạt que bây giờ không có hạt que viết ra cũng như không viết ra cũng như không do đó coi như là trung quốc còn lại thuộc vào khối tây phương rất là nhiều và nếu như mà đi theo một cái bước kế tiếp nữa mà các kỹ thuật về hạt que từ video core memory cho tới uh, các cái uh, touch screen tức là màn hình mà mình quý vị có quý thể vị bấm được đó mà nếu như mà tổng thống đời kế tiếp hay là ông Joe Biden mà đi tới một bước nữa đó thì quý vị cả một cái ngành kỹ thuật của Trung Quốc phá sản luôn tôi nói là phá sản toàn bộ luôn tại vì họ lệ thuộc tất cả những cái hạt que này từ phía Hoa Kỳ từ phía Đức từ phía Nhật vừa rồi chỉ là ký kết với Hòa Lan thôi tại Hòa Lan có một cái công ty nổi tiếng và đứng đầu thế giới nó gọi là ultraviolet tức là cái tia tử ngoại. Ở bên Việt Nam quý vị gọi là tia cực tím á. Ở đây chúng tôi gọi là tia tử ngoại. Thì đây là cái tia laser, nó tương tự như tia laser. Nó có thể giúp để mà có thể làm chính xác cắt và, và các, các cái các cái bo điện tử và kể cả các con chip điện tử. Không có cái ultraviolet này thì không chế tạo được các cái chip điện tử và semiconductor. Cái kỹ thuật này nằm ở Hoa Lan. Do đó quý vị khi mà cho bên ký kết với hòa lan với nhật với nam hàn với đài loan và bây giờ còn sót lại đức thôi mà tôi nghĩ trong thời gian tới thì đức cũng sẽ đi tới cái việc ký kết với hoa kỳ để kềm chế không để cho trung quốc phát triển tất cả những kỹ thuật dân sự qua quân sự mà đức thì không có quan trọng lắm cái vấn đề đó mà đức lại quan trọng cái vấn đề gọi là nhân quyền nữa thì quý vị nhớ cách đây không lâu là ông thủ tướng Thái Lan Prayut đã đặt hàng về tìm thủy đỉnh với Trung Quốc. Nhưng dự án này đã bị hủy bỏ vì lý do Đức không cấp bản quyền, Đức không cho phép sử dụng cái máy móc, công nghệ cơ khí của họ trong cái tìm thủy đỉnh đó. Thì toàn bộ cái project này của Trung Quốc đều fail hết và Thái Lan không ký được. Thì quý vị thấy tất cả những bản quyền và tất cả những kỹ thuật chế tạo máy móc cơ khí lẫn kỹ thuật đều nằm ở các Hoa Kỳ ở Hoa Kỳ và các đồng minh do đó quý vị cuộc chiến này nếu mà Hoa Kỳ đi tới tận nơi tận chốn không cần khởi động một cuộc chiến thì Trung Quốc sập tiệm cộng sản Trung Quốc sập tiệm bởi vì quý vị bây giờ điều khiển nó khoe là bây giờ có được chiếc chiến đấu cơ J20 tàng hình nhưng mà trong chiến chiến đấu cơ tàng hình đó bao nhiêu cái máy móc từ phía Hoa Kỳ, bao nhiêu cái động cơ từ phía Hoa Kỳ và kể cả cái để điều khiển cái hệ thống nhiêu liệu điều khiển chiếc chiến đấu cơ này dùng hạt que gì, dùng chip điện tử của ai, dùng màn hình của ai và dùng cái memory của ai để mà có thể chế tạo được chiếc chiến đấu cơ đó, nó vẫn lệ thuộc và bằng chứng là Trung Quốc phải đi thuê à, các cái phi công của khối tự do để mà huấn luyện cho phi công của họ, bởi vì tất cả thiết bị nằm trong chiếc J20, chiếc máy bay tàng hình của Trung Quốc đều sử dụng kỹ thuật của Tây phương. Do đó quý vị, cái hậu quả đầu tiên <laughs> cho thấy các công ty này bị thua lỗ bởi vì lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Nhưng họ sẽ còn bị giới hạn hơn nữa trong thời gian tới. Trừ vì họ giờ ra khỏi Trung Quốc completely rời ra khỏi Trung Quốc, không dính líu gì tới Đảng Cộng sản Trung Quốc, không dính líu gì tới PLA. Thì lúc đó họ mới vai nổi. Còn ngày nào họ còn nằm trong Trung Quốc. vậy dù cho Trung Quốc có đổ tiền cỡ nào đi nữa, thì nó vẫn lệ thuộc cái nguồn cung cấp thiết bị và phụ tùng từ bên ngoài. Những công ty này cũng mượn nhờ vào cái kỹ thuật đó để viết những nhu liệu thôi. Chính vì vậy quý vị, họ bị thua lỗ bởi vì đơn đặt hàng bị giảm. Đơn đặt hàng bị giảm ngay cả anh bây giờ đòi tháo hết tất cả những công những cái uh, camera do Hikvision và Dahua đã sản xuất là bởi vì họ không tin tưởng cái hệ thống này, nó sẽ chuyển tất cả dữ liệu về Trung Quốc. Chính vì vậy mà cái cuộc chiến này nó sẽ đưa cộng sản Trung Quốc tới cái chỗ họ sẽ gây chiến. Bởi vì họ bế tắc. Nếu phát triển mà tự bảo vệ cho mình Họ không đủ khả năng Họ không đủ khả năng sáng tạo Mà nếu nương nhờ Vào các cái kỹ thuật hay công khí, cơ khí của Tây Phương Thì một ngày đó Tây Phương cắt bỏ Thì coi như họ chết đứng Do đó quý vị Cái bài phân tích này cho quý vị thấy là Trung Quốc So với Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương Họ còn thiếu kém nhiều lắm Và không phát triển được Nếu họ bị tách rời khỏi cộng đồng quốc tế. Và đây là cái chiến lược toàn diện của Hoa Kỳ. Tách rời Trung Quốc ra khỏi kinh tế, kỹ thuật, sáng tạo và kể cả quân sự. Coi như là tách rời Trung Quốc ra khỏi cộng đồng quốc tế. Đó là cái chiến lược của Hoa Kỳ khi chuyển trục về Á Châu và tái lập lại trật tự tại Á Châu. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích thiêu tin nhật ký phần 2 của phòng ngày hôm nay liên quan tới những công ty được xem là trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc thua lỗ thê thảm kể từ khi mà bị ngăn chặn cái nguồn chip điện tử và semiconductor và điều này sẽ tiếp diễn và còn khủng khiếp hơn trong thời gian tới nếu bắc kinh vẫn tiếp tục duy trì cái đường hướng chính trị hiện nay của họ trừ phi là họ thay đổi quan điểm chính trị hoặc trừ phi có một cái cuộc gọi là cách mạng về chính trị ở tại trung quốc mới có thể thay đổi tình hình này còn nếu không dần dần cả một nước trung quốc sẽ bị cô lập trong thời gian tới cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của tnp channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả khán thính giả chúng ta gặp lại sau bye bye